đơn vị dù là cũng đang công việc rất nhiều, nhưng khi được thông báo là đoàn của hành trình đến thì anh em cán bộ rất là háo hức. Thì tôi thấy rất là ý nghĩa cái hành trình như vậy, và tôi nghĩ nếu ai cũng có một cái tâm huyết, hoặc doanh nghiệp nào cũng có một tâm huyết như anh Đặng Lê Nguyên Vũ, thì cái đó sẽ tiếp xúc đến cho như cán bộ chiến sĩ và những người dân đảo xa như chúng tôi là một cái động lực làm kinh tế phát triển, xây dựng đất nước thì rất là tốt biết bao. Thì phòng giáo dục cũng thấy chương trình rất là ý nghĩa với việc tặng sách cho thanh niên học sinh ở huyện Côn Đảo, trong đó phải nói đến cái giá trị của những cái quyển sách gửi đến cho thanh niên và học sinh, nó giúp cho các cháu, các em có những cái định hướng thực hiện những ước mơ của mình. Thì rất là xúc động và là cảm ơn các đoàn công tác thì cũng đã đến là thăm hỏi động viên đối với cán bộ chiến sĩ của trạm radar 590. Qua các cái quyển sách thì anh em trong các cái đơn vị cũng sẽ là tìm hiểu và đọc để mở mang thêm các cái kiến thức của mình đối với các cái vấn đề về xã hội. Đơn vị trạm 32 này thì cũng đóng quân trên núi xa xôi nên là việc về cập nhật thông tin thì cũng rất là hạn chế. Đoàn đây ra đây trao tặng cho đơn vị những cuốn sách như thế này rất là đơn vị rất là quý. Được anh em có thể trao dồi những kiến thức, cảm ơn đoàn đã đến thăm và động viên tinh thần, từ đó cho anh em có được cái tinh thần cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, và cũng mong là đoàn mình sẽ tiếp tục có những cái chuyến hành trình như vậy nữa để đến với các cái biển đảo xa xôi hơn, để lúc nào ở các biển đảo cũng có một cái tình hậu phương thân thiết để gửi đến anh em nơi biển đảo xa xôi.